Thưa quý vị, chơi hoa, cây cảnh ngày Tết không chỉ là thú vui tao nhã mà còn là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam, được gìn giữ và phát huy qua bao đời. Với sự phong phú về chủng loại và giá cả, tùy từng sở thích của mỗi người mà chúng ta có thể lựa chọn bất cứ loài hoa nào để trưng trong nhà dịp Tết đến xuân sang. Người Hà Nội vốn yêu hoa, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, dù bận rộn đến đâu, mỗi người, mỗi gia đình đều trang hoàng nhà cửa với đầy đủ các loại hoa, loại cây mang đậm không khí Tết cổ truyền. Đối với bà Yến, ngày Tết chỉ trọn vẹn khi trong nhà có cành đào, cây quất. Vừa buổi sáng mua loại hoa lên này, rất là đẹp luôn, ưng ý. Thế là đấy, quất nhá, cây quất từ nhỏ tới to là quất, nhưng mà vừa mới mua được cành đào tận Mộc Châu. Về cành đào rất là to, đẹp, nhưng mà hiện tại bây giờ là mới cũng chớm nở được một ít hoa. Cái quan trọng nhất là trong gia đình là cái không khí. Đấy là phải trang hoàng, nó phải gọn gàng, sạch sẽ và đẹp đẽ. Lúc nào cũng phải có cái tươi mới trong một năm mới để đón xuân sang chứ. Còn đối với gia đình ông Hùng, việc chơi hoa vào dịp Tết chỉ với mong muốn đơn giản là mang sắc xuân, không khí ấm áp cho ngôi nhà nhỏ. Mọi người cùng nhau quây quần, sum họp ngắm hoa. Thì như thường niên thì cứ Tết Nguyên Đán hàng năm thì nhà chúng tôi luôn luôn là cũng có một cành đào, dù to dù nhỏ thì cũng mang một cái thuần túy của dân tộc Việt Nam. Thì mua cành đào về sẽ mang những cái lộc lá đến cho con, cho cháu, cho toàn thể gia đình. Dọc khu vực đường Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội, quất, đào, mai và các loại cây cảnh khác được bày bán rất đa dạng. Với 5 năm kinh doanh hoa đào thời vụ dịp Tết tại nơi đây, anh Việt Anh đã nắm bắt được tình hình thời tiết và đầu tư nhập những cây đào nhỏ, nên công việc kinh doanh của anh cũng thuận lợi hơn. Năm nay thì thời tiết rất là thuận lợi, ủng hộ để mọi người có thể chơi những cây hoa thì nó sẽ giữ được tươi, vì thời tiết Tết khá là rét, đó thì sẽ có những cây hoa nó tươi và đẹp trong nhà. Nhìn chung thì thị trường năm nay khá là sôi động so với mọi năm, mọi người đi mua sắm khá là sớm và tấp nập. Chị Bích Ngọc cũng tranh thủ ngày nghỉ để đi ngắm nghía, tận tay chọn lựa cành đào ưng ý nhất để về tặng bố mẹ trong dịp Tết này. Theo chị, hoa đào chỉ nở một lần trong năm nên chị muốn mua sớm để chơi được lâu hơn. Mọi năm ở nhà mình cũng hay chơi các loại hoa, ví dụ như kiểu hoa lan hoặc là quất. Nhưng mà năm nào cũng mua một cây đào, để bởi vì là bố mình thích đào, mình cũng thích đào. Vì thực ra thì cả năm cũng có một cái Tết thôi thì cũng chỉ hoa đào ngày Tết mới có ấy. Nên là năm nào cũng sẽ mua một cây đào đấy, hoặc là thêm các loại hoa khác như là hoa lan hoặc là một cây quất nhỏ nhỏ xinh xinh. Tết là khởi đầu của mùa xuân, mùa mà những bông hoa xinh đẹp, đa dạng về màu sắc, chủng loại đua nhau khoe sắc. Màu vàng rực rỡ của hoa mai, xen lẫn sắc hồng của hoa đào cùng màu sắc của các loài hoa khác đã góp phần tô điểm cho ngày xuân rộn ràng vui tươi hơn. Cùng với thời gian, thú chơi hoa của người Việt vẫn được lưu giữ, bảo tồn và phát huy. Mặc dù có nhiều điều mới về cách chơi hoa hay những loài hoa mới trong những ngày Tết, nhưng những giá trị truyền thống vẫn không bị phai nhạt, mang lại những giá trị tinh thần to lớn cho người chơi hoa.